và chúng ta đang cùng gặp nhau trong bản tin nhịp đập thể thao, bản tin thể thao đầu tiên trong ngày của Đài Truyền hình Việt Nam. Như vậy là hai trận đấu đầu tiên của vòng tứ kết UEFA Euro 2024 đã được diễn ra. Và đúng như những kịch bản đã được dự đoán từ trước, khi mà trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Tây Ban Nha cũng như trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Pháp đã khép lại theo cách kịch tính nhất có thể. Diễn biến chi tiết sẽ được gửi tới quý vị trong bản tin sáng ngày hôm nay, cũng như là bên cạnh đó còn rất nhiều những tin tức đáng chú ý khác của thể thao trong nước cũng như quốc tế, tất cả sẽ được gửi tới quý vị sau phần điểm chương trình.